Theo kế hoạch tổng thể phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm sung yếu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, lòng sông, bờ biển, giảm thiểu các tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Phấn đấu đến năm 2023, các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở. Chủ động sắp xếp lại dân cư, di rời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm sung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, ven biển. Đến năm 2030 hoàn thành 100% việc di rời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.